đắp mặt nạ dưỡng da xong sợ mèo không nhận ra chủ ạ. Đấy nhá, trời mưa tôi vẫn đi mua mặt nạ dưỡng da về để đắp thử. Mặt chị Julie đúng kiểu, ông Bô hôm nay làm cái gì đấy? Xin chào mọi người nhá. Vậy là một năm học mới đã bắt đầu và cameraman thì đã đi học rồi, nên dạo này tôi toàn phải tự quay thôi. Tôi vừa dành thời gian đọc hết bình luận của các bạn trong hơn một tuần vừa qua. Để các bạn đỡ thắc mắc nhiều thì nội dung chính của video này là tôi sẽ trả lời những câu hỏi mà tôi có thể trả lời. Chắc chắn là sẽ trả lời nghiêm túc. Ok, bây giờ vào những thắc mắc đầu tiên. Tôi đọc được đa số những bình luận kiểu như thế này. Nào là tôi thương Julie hơn, tôi thiên vị Julie hơn, Julie chẳng bao giờ bị phạt, toàn mây bị phạt. Thực ra thì tình thương tôi dành cho hai đứa là như nhau. Từ bé đến giờ hầu như chẳng có đứa nào bị phạt cả. Tất cả những gì ở trên video đều diễn thôi. Diễn viên mây đẹp trai nhập vai như thế lại còn. Mọi người cũng biết là mây một tháng ăn uống như thế nào rồi đấy. Chứ không làm gì có chuyện mập mạp xinh xẻo như này mây nhở. Nếu có lỡ phá hoại hay làm gì sai trái thì cũng chỉ mắng mỏ một hai câu thôi. Cũng phải xem tính cách của mèo như thế nào để đưa ra một phương án thích hợp. Chứ bây giờ Julie chỉ cần vỗ tay một cái thôi là cũng giật mình chạy đi mất. Tính cách của Julie nhút nhát, không lầy như mây. Tôi sẽ có những cách khác để chỉ cho Julie sau. Mà nhiều lúc tức quá thì mây cũng được lên penthouse nằm là cùng, coi như là lại được đi tắm nắng. Xong rồi sau đấy thì lại bà tê với hạt đẫy mồm. Rồi những ngày mưa gió, nắng cháy các kiểu, tôi vẫn không ngại đèo mây đi viện. Số lần và số tiền mây đi viện có khi còn nhiều không đếm được các bạn ạ. Thế mà vẫn có mấy ông bình luận so sánh mây một củ còn Julie 10 củ nên Julie được thương hơn. Để các bạn đỡ lo lắng về tình hình sức khỏe của mây thì tôi cũng không làm nhiều những nội dung như vậy. Tôi vẫn cố gắng cho mây với Julie một điều kiện sống tốt nhất có thể. Bây giờ mây vẫn đang phải uống thuốc đấy chứ. Nhưng mây yên tâm là mây vẫn khỏe mạnh lắm, suốt ngày chỉ có ăn với ngủ thôi. Thêm cả quả này nữa. Tôi mà phạt Julie ở vụ này là tôi sai. Cái hôm Julie cho tôi đi biển là hôm đó tôi ngủ quên, không cho Julie ra ngoài đi vệ sinh đi chứ. Chứ không phải là do Julie đâu. Đa phần những lúc Julie đi lung tung thì hầu như là do nằm ở trong phòng tôi không ra ngoài được, hoặc là do chậu cát quá bẩn. Julie sạch mà, không bao giờ đi vào chậu cát bẩn đâu. Bây giờ Julie xinh quá xong còn nhìn tôi với ánh mắt long lanh, làm sao mà trách được. Thôi bây giờ bỏ qua hiểu lầm này, tiếp tục với bình luận thứ hai cực kỳ có ích. Lúc đọc đến bình luận này tôi lại nhớ đến ngày mây còn bé. Đợt đấy là mùa đông đầu tiên của mây và mây bị sổ mũi mọi người ạ. Xong rồi còn bị hắt xì nữa. Bác sĩ bảo mây bị viêm đường hô hấp trên. May mà phát hiện kịp, sau này cũng không được nằm điều hòa. Suốt mấy năm liền tôi có cho mây nằm điều hòa đâu. Ấy thế mà một năm trở lại đây mây nằm điều hòa cả đêm cũng không sao cả. Hỏi ra mới biết mèo lớn sức đề kháng cao rồi, không sợ điều hòa như mấy đứa trẻ con nữa. Còn nhiệt độ của điều hòa thì tôi để 25-27 độ như bình thường thôi. Nói chung không để lạnh ngắt là được. Ok, giờ đến bình luận tiếp theo. Đúng, chính xác. Cái gì làm nhiều quá cũng không tốt. Mùa hè mèo tắm một lần một tuần cũng là nhiều rồi. Cơ mà các bạn theo dõi thì chắc cũng biết rồi đấy. Từ thói quen cho đến thời tiết, mùa hè mây hay bị nấm lắm. Thế nên là phải tắm thường xuyên hơn. Sữa tắm của mây cũng là sữa tắm nấm chứ không phải là sữa tắm thông thường. Đâu phải tự nhiên tôi tắm nhiều cho mây làm gì đâu. Cái gì cũng có nguyên do của nó cả. Rồi, bây giờ đến bình luận thứ 5. Chồng của Julie là Cơm Nắm và Cơm Nắm thì đang ở nhà của Cơm Nắm rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Cơm Nắm đã từng xuất hiện ở trên kênh ít nhất một lần. Các bạn có thể tìm thấy Cơm Nắm ở những video cũ hơn. Nhưng mà yên tâm, sắp tới tôi cũng có kế hoạch cho Julie sang nhà Cơm Nắm chơi. À, nói mới nhớ, vừa hôm trước tôi đi qua nhà Cơm Nắm xong, tôi không vào chơi đâu mà tôi chỉ quay lén ở ngoài cửa thôi. Tại vì đi qua tự nhiên thấy cậu ấy đang nằm ở trước cửa nhà. Cơm Nắm thì cũng giống mây rồi, cũng thành công công rồi. Mỗi tội là không hiểu sao cậu ấy nằm, cậu ấy gối đầu lên chậu cát. Cơm Nắm hơi bẩn quá Cơm Nắm ạ. Đắp mặt nạ dưỡng da xong sợ mèo không nhận ra chủ ạ. Đấy nhá, trời mưa tôi vẫn đi mua mặt nạ dưỡng da về để đắp thử. Ô vãi trưởng, mặt nạ màu đen luôn, không biết đắp lên mặt trông nó sẽ như thế nào nhỉ? Lại còn nhớp nhớp nữa, tôi ít khi đắp mặt nạ lắm. Nói thật chứ như thế này thì mẹ tôi cũng không nhận ra. Thế quái là mặt đen xì luôn. Đợi tôi chỉnh lại cái mặt nạ trông cho nó chuyên nghiệp hơn. Đắp cái này thường xuyên thì da mặt đẹp hơn các bạn nhỉ? Bình thường tôi dưỡng da bằng cách úp mặt vào bụng mấy chứ có cần cái mặt nạ này đâu. Thôi đùa đấy, đừng ai làm theo nhá. Đấy, Julie vẫn nhận ra tôi mà, có bỏ chạy gì đâu, tôi vẫn bế lên được đấy. Mặt chị Julie đúng kiểu, ông Bô hôm nay làm cái gì đấy, mặt mũi đen xì, không hề sợ hãi luôn. Thôi bây giờ thả Julie đi để thử với mây. Đây rồi, ông tướng đây rồi. Mắt đang tròn xoe không biết có nhận ra không. Vẫn ngách ngách mũi lên ngửi không bỏ chạy, lại còn ngáp nữa. Chứng tỏ là vẫn nhận ra tôi đấy các bạn ạ. Mây với Julie đều nhận ra tôi sau khi tôi đeo mặt nạ.
10 điểm cho Julie và 10 điểm cho May. Đúng là không tốn công nuôi mà. Trông mặt May đáng yêu quá mọi người ơi. Thôi bây giờ đến bình luận cuối cùng nha. Có quá nhiều bình luận như thế này luôn. Thật sự là tôi rất là ngại. Ô, quay đến đoạn đấy nó bị lag mọi người ạ. Đùa thôi, tôi không bỏ mặt nạ ra đâu. Mọi người cứ tập trung vào xem May với Julie đi. Đừng quan tâm tôi làm gì. Bao giờ tôi cảm thấy tự tin vào bản thân mình thì tôi sẽ tự lộ mặt thôi. Dẫu sao thì cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ Mali. Hẹn các bạn ở trong những video khác. Bye bye.